nhằm tìm kiếm tài năng ca hát, phục vụ cho hoạt động văn nghệ của câu lạc bộ âm nhạc. Cuộc thi Thần tượng âm nhạc Thanh Bình Idol 2012 đã được tổ chức từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 2012. Cuộc thi đã được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của 200 em học sinh yêu thích ca hát trong toàn trường. Từ các em học sinh khối tiểu học đến các anh chị lớp 12, tất cả đều chung một niềm đam mê ca hát. Vòng loại đã diễn ra vào hai đêm, 7 tháng 9 và 13 tháng 9 2012. Vì là vòng loại nên một số học sinh đã không thể tránh khỏi những lỗi sơ đẳng về giọng hát, về tiết tấu, về cao độ và những ngây ngô trong cách chọn bài thi, những đơn sơ dễ thương trong cách thể hiện. Để rồi chỉ còn 56 thí sinh được chọn vào vòng bán kết. Vòng bán kết diễn ra vào đêm 20 tháng 9 năm 2012. Ban giám khảo và ban tổ chức đã hết mình với 56 thí sinh trong suốt gần 5 giờ đồng hồ để cùng lắng nghe, quan sát, cân nhắc và chọn lựa những thí sinh thật sự xuất sắc. Nhìn những ánh mắt mong đợi, hồi hộp rồi lo lắng của các em, chúng tôi, những người làm công tác cầm cân nảy mực, đã luôn tự nhủ với lòng mình không được phép để xảy ra sai sót. Và mỗi một con số được viết xuống bản điểm sau mỗi tiết mục phải là những con số tuyệt đối chính xác, vì đó chính là những con số biết nói. Và cuối cùng, 21 thí sinh cũng đã được viết tên lên bảng danh dự vào vòng chung kết. Và đêm nay, đêm chung kết của cuộc thi Thần tượng âm nhạc Thanh Bình Idol 2012, ai sẽ là người vinh dự được xướng tên để nhận danh hiệu này? Chúng ta hãy cùng nhau đón xem và chờ đợi kết quả sau cùng nhé. Ban tổ chức cuộc thi trân trọng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả 200 thí sinh đã đến với cuộc thi. Cho dù một số trong các em đã không được chọn vào những vòng trong, nhưng sự tham gia và tấm lòng nhiệt thành của các em chính là những món quà vô giá đối với những người thực hiện chương trình. Cuộc thi nào rồi cũng có kẻ thắng, người thua. Nhưng xin hãy đừng vội nản lòng. Điều quan trọng là các em đã vượt qua được chính mình, học hỏi được bản lĩnh trình diễn trước đám đông, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và những kỷ niệm đẹp. Hãy luôn nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc trong tâm hồn, vì đó sẽ là vốn sống quý báu cho các em trong cuộc sống sau này. Chương trình mến chúc tất cả các em luôn vui tươi, hồn nhiên, học giỏi và đáng yêu như chính lứa tuổi của mình các em nhé. Chúng ta hãy cùng chúc cho đêm chung kết Thanh Bình Idol 2012 thành công tốt đẹp.